Đó. Ai đưa 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 dở 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 ngang lên luôn. Đó, đã không? Rồi. Chào cả nhà nha. Nay anh em sang đi cuốn lưới cái nào. Nãy á ba sang có giăng mấy tờ lưới ba màng bị trên đó. Lưới có rảnh đó. Lưới có 5 phân à. Bây giờ bữa trong con nước lớn giờ bữa nước lớn câu nãy giờ cũng cỡ 2 tiếng gì à. Bây giờ mình đi cuốn thả lưới thương qua này thất thu quá cả nhà ơi, đem tay lưới mới xuống nè mà thả không dính đó, dắn đằng đó đó. Giờ lại cuốn dài lên đút trên kia chảy luôn, đút tới trên cây cần cẩu đậu lên đó của cặp bò như thường bữa nha. Buổi chiều con nước lớn là ở đây là bình yên lắm chị em, sông nước hữu tình. Đúng hoài rồi, biết ngày ai chứ quay quay. Tức quá. Đó, cái vào lưới đó đó. Bây giờ mình cuốn. Rồi, lên lưới nghe anh em ơi. Sĩ à. Giăng dài lúc trên chảnh luôn nghe anh em. Bữa xa lúc trên chảnh luôn. Thành lưới á, xây sấy kìa. Rồi đó đó đó, dính cá kìa. Đó, cá rảnh nha anh em. Đó, vô giờ một con đầu tiên. Ngày dính nhiều một đêm 4 ngày im nó kìa, liền con kìa, kìa đó trắng con nó cái rảnh thôi nè. Cá này là dăng về cho lương ăn nghe cả nhà, cho lương. Còn cá ngon đồ, cá dinh đồ là mình ăn với cá rảnh nè, mình bằm chả là ăn ngon lắm nha. Đi xuống gạt bỏ mà trước đi, anh tôi quay cao cao lên để bữa trước đi lát nữa. Đó dính nữa anh em, chúng chúng nè, lười con thì nó này thả lưới dày lờ lộng, thả lưới thưa qua giờ không có cá cho anh chị em xem được. Cái này cá bự cũng ít lắm, hên hên là bữa 1-2 con anh chị em ạ.
nguyên bãi lưới gì đó, mười mấy chiếc xuồng mà dính được một hai chiếc, anh em nào hên là dính được, dính một hai con, ít cá lắm. Trừ ra là qua Tết được là thả dính nhiều lắm nha. Dính ngay voi nhiều không? Đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Xe sóc hả? Cái cày hả? Cái cày. Cày cốc. Đó. Nước trong bờ chưa chảy. Đó 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 đó. Cá leo, leo leo, leo leo kiến. Cá này là cá xé lưới. Ờ chở xe xe không? Tiền không. Đó dính cá nè em ơi. Đó mày dính kìa. Mới thấy. Đó, vô vợt. Cái rảnh này cỡ này còn nhỏ lắm nha. Cỡ qua Tết đồ, đổ gì sau, đổ gì cỡ tháng 3 tháng 4 anh chị. Là cá nó bự lên. Dứ nó dính dữ lắm nha. Dính lăn cục luôn. Xe lưới. Đó. Cái giò. Đó. Ai đưa 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 dở 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 ngang lên rồi. Đó đã không? Rồi. Cặp dinh đó là kho lạc thầy luôn anh em. Cái dinh nè, mình kho lạc mình dầm me đâu á. Ăn ngon lắm nha. Béo. Cá này đầu mùa này, ăn ngon lắm. Đó, dộ vật nha. Xe lứ rồi đó. Cái dính dính đây đổ chả nhiều. Cái câu. Câu cá rồi. Đó. Cái dòng sông này nè anh chị em. Mình chạy thẳng lên chỉnh hoài là lên Campuchia luôn nha. Đi hoài hoài anh chánh là tới cửa khẩu rồi qua Campuchia luôn, qua miên luôn. Đó. Căn dinh này mua mua 6 phân dính thả được không?
Ủa lưới sóc anh. Đó, căng dinh anh em ơi. Đó. Nguồn cục đóng thả bậy. Chúng mừng anh chị em ơi. Ha, hai cái dánh bành luôn. Đó. Đó. Quá cá. Nhỏ nhỏ. Nó nó. Đây cái dánh bự đúng không? Đó. Dính dưới nữa kìa. Mình là chảnh khé xoáy. Mà có nước mà chỉ cầm dính như vậy. Đục bãi kìa. Toàn hồ bãi luôn. Nhanh bự bãi. Bãi lớn luôn anh em ơi. Nó lỗ không? Nhớt không? Đó, dính cá kìa. Gì vậy? Cào. Cào đó. Câu không cào gì. Lọt ghê vậy. Lọt cái gì? Lọt. Đó. Dính già. Đục bà mẹ dính. Trên này có dính máy đúng không? Đó. Ở trên này bữa đó thấy nó nằm bung bung mấy không à. Quá cá anh em ơi. Đó. Thằng vô bởi. Lưới này dở không à. Gặp lưới đóng lo gỡ. Dính khúc đó mạnh không? Đây bụi da vô lo gỡ luôn. Xỉn luôn. Đó. Cày ít đó, chạy kìa. Xe lưới. Mới nãy giờ mà cứng vợt chứ anh em. Trắng con nữa không? Cái gì? Là tại tập những giờ chặt giọt giọt thấy thương. Có là dính nữa không? Rồi tới lùi lùi nãy ở chỗ. Dính chỗ nào có chỗ không? Anh dính tràn lan chân lo gỡ. Đó,
cá bự, giá cá sấu nửa ký. Nó cá gì lên tim đó, nó rảnh. Má hương hay dữ phải không? Chưa chân nó dính kìa, chùm chùm nóc nái gì. Ô tạng cái chánh xưa tạng đúng rồi. Cái chòm này dưới cái chòm dưới cái ngay ngay chỗ cửa đầu cần cẩu nó nằm vô đó đâu được. Cá ngon. Nó cục 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 luôn, cục đất không. Ơi con cá nhỏ liền liền gốc cũng bóng. Đù bóng bóng bằng bằng kìa. Cái bóng có nhiều kho tiêu không? Còn gì nói nữa anh em ơi. Cá bóng này là có giá lắm nha. Nó dính chùm chùm luôn. Giờ chăm giữ một tí má. Thử một tí mà không có cá. Bóng kho tiêu ăn còn khổ. Bóng bạnh. Đưa đưa đó nè. Đó. Hộ. Thôi rồi, bỏ ra đi. Thì bữa da vô dính lăn cục dữ. Cầu. Bởi gì? Có cát bổ gì dính. Đây được rồi, khúc dưới chỉ dính cái dính bự trên kia. Kia lưới trắng giả nhưng lưới đó. Thấy tôm không? Đó dính đó. Nó càng dính kìa. Muốn sức luôn kìa. Bọc đá không? Nhìn lưỡi sao đưa xuống đây nè. Gỡ liền con luôn. Thả sao được câu không? Đưa dài với nước hừng lớn. Nhịt nạch. Cái này gì mà chín quá. Câu à. Đã nói với nhiều. Đâu ở Tràng Lan đó dính cá nghe nè, xí xí cục phải dính đều đều luôn. Kiếm cái chục ký cho luôn anh đi. Có tôm gì? Ừ.
nó rảnh nhỉ nhỉ không giá một hai cái cốc rồi coi cho đã. Biết đâu mà cậu cho ăn dính. Chánh cặp tôm cạn. Đó, sấy cục đất. Dư dính mới nhiều quá. Để không ham bữa cao trên này. Phải đâu. Bữa trên này nó mới bỏ một câu. Chứ cũng cái nơm mà phải giữ trực tiếp. Cao chứ cao được. Đây cho anh dính nè. Ít. Bị nèm hết. Giặt cá bây giờ bệnh cũng lo được mẹ. Nước chảy xuống rồi nè. Đó. Mới có nước bây giờ này chảy tan tan. Bể bữa khúc đó dài bên sườn đá. Tớ biết có bủa chầm đó dạng dưới được. Nó dính gì 2-3 kg, 3-4 kg. Đã. Trời ơi, dính gì nó gỡ lắm chục ký. Chục ký xích lưng mà. Dính đó nãy giờ mới gặp.
hai ba tờ lưới cá quá. Phải dính đều hết lo gỡ. Đó. Lên đây mới dính lại. Mặt. Cái này ú thì ghê. Có dính gì phân mới có sức. Đó 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 đó, ít cá đó. Vô vợ vợ vô vợ vô là vô vợ. Ủa đâu nữa không? Gì? Ủa đâu? Em ơi, hai anh em sang cũng bây giờ cũng cuốn lưới xong rồi nha. Đó, tới đầu cọc rồi. Cái hồ có chút xíu. Nè anh chị em, thấy không? Nè, mới dằn có chút xíu à, mà cuốn đâu 3 kg lơ cá vậy nè. Nè, coi không, cá vợt nè, cá đóng luôn, cá ngon không nha. Đó, thấy ham không? Đó, giờ này cũng chiều tối luôn nha, cũng 5-6 giờ chiều tối à. Giờ đi bủa thêm một giác nữa để tối mình thăm. Rồi, Sang cũng kết thúc video tại đây. Hẹn anh chị em lại clip sau nữa nha. Anh chị em cho Sang xin một like và một lượt đăng ký kênh nha. Sang cảm ơn rất nhiều.